Chào các bạn, hôm nay mình sẽ các bạn xem cái video tiếp theo con xà lan vượt sóng mạnh nha các bạn. Các bạn, xà lan chúng ta đang vừa phụ ra để chúng ta của bạn. Quá nguy hiểm các bạn, ghe chở cây rất là nhiều thẳm, nước chảy rất là xiết các bạn. Cố lên, cố lên. Đang phụ ga các bạn ơi, đang phụ ga. Bước thấp các bạn ơi, đi nằm vào ghe các bạn. Chồng đang nhau ghe các bạn ơi, có lên các bạn, rồi nước quá trời xiết các bạn ơi. Quá trời nước xiết rồi các bạn. Wow, bụng ra khói đen đen quá các bạn ơi. Có lên rồi, có chừng ba vào thành, rồi ok, quá đỉnh. Ghe đang vượt lên cống các bạn. Là ghe này chúng ta cống chở thì chạy rất là dễ dàng. Ghe thẳng nãy quá trời luôn các bạn. Đây các bạn thấy chiếc xà lan và chúng ta mừng ghe chở bao chấu rất là nhiều. Cống là gió nó xiết các bạn thấy ghe chạy cho các bạn ơi, rất là cao nhưng mà nó cao nó rất là nguy hiểm. Các bạn thấy xà lan chúng ta đang nối đuôi nhau, chúng ta vượt cống các bạn, như là chiến binh chúng ta đang vượt cống. Các bạn thấy phụ khối đen ghê không các bạn?
bằng thêm hai chiếc xà lan chúng ta nối đuôi nhau các bạn. Phụ ga khói rất là nhiều đang vừa qua tống các bạn ơi. Chúng ta khoảng cách gần quá các bạn, nguy hiểm quá các bạn ơi. Các bạn thấy chiếc xà lan kia chúng ta đưa đầu ra rồi, rồi va chạm các bạn ơi, va chạm rồi. Rồi va chạm các bạn. Chiếc xà lan lớn chúng ta đã tung vào cái chiếc lái rồi, rồi một chiếc xà lan nó xê ra rồi các bạn, làm ngang cái miệng cống rồi các bạn. Cho chiếc xà lan của chúng ta va chạm vào cái xà lan đằng trước chúng ta rất là nguy hiểm các bạn. Rồi xà lan chúng ta nằm ngang miệng cống luôn các bạn, cản trở phương tiện giao thông đi lại các bạn. Rồi cái chiếc xà lan chúng ta nằm ngang cái miệng cống luôn các bạn ơi, cho bị va chạm cái chiếc xà lan lớn chúng ta đụng vào cái lái rồi các bạn, quá hụ ga. Rồi bây giờ đang lộn xộn, các phương tiện chúng ta đang lộn xộn vì chúng ta đang hướng về phía trước mà đã có chiếc xà lan chúng ta ngăn lại. Chúng ta đang va chạm rất là nhiều các bạn ơi. Một chiếc xà lan chúng ta nằm ngang rồi ảnh hưởng tới rất là nhiều chiếc xà lan khác. Các bạn thấy hù khói dưới các bạn, phụ ga khói rất là lớn. Chúng ta ve lại, chúng ta chạy ra ngoài biển, chúng ta bắt lái, bắt mũi, chúng ta chạy ngược lại. Chứ bây giờ chúng ta không thể nào ve lên được nữa các bạn. Các bạn thấy hụ ga dữ các bạn. Rồi, vậy là chiếc xà lan chúng ta đã quay đầu, chúng ta chạy ra biển rồi các bạn. Chúng ta bật mũi nên chúng ta tiến lên lại. Các bạn thấy những chiếc xà lan chúng ta san sát nhau không các bạn? Va chạm nữa các bạn, va chạm nữa. Chiếc xà lan chúng ta vừa di chuyển ra va chạm nữa rồi. Rồi, va chạm rồi, gãy. Các bạn thấy quá nguy hiểm các bạn. Quá nguy hiểm. Các bạn thấy cái xà lan vừa nãy chúng ta đụng vào cái lái của chiếc xà lan nhỏ thì chúng ta đang tiến về phía cống của ngăn mặn chúng ta tiến lên các bạn ơi. Phụ ga rồi va chạm vào chiếc xà lan màu xanh rồi các bạn. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Rồi đứng có người đẹp đứng mũi ghe các bạn. Xà lan rất là lớn, chúng ta va chạm vào là những xà lan nhỏ là chúng ta bị tổn hại. Quá kinh khủng các bạn. Chúng ta cậu này chúng ta vận chuyển đồ đạc hàng hóa nè các bạn. Các bạn thấy xà lan chúng ta tiếp tục vượt cống các bạn.
những xà lan lớn không, những con chiến binh hùng vĩ chúng ta vượt vượt cống các bạn. Các bạn nhìn từ xa chúng ta thấy cái chiếc xà lan chúng ta vừa va chạm nãy, chúng ta đang quay đầu chúng ta mấy biển các bạn. Nước chảy rất là xiết. Hiệu Sóc Trăng 06191 các bạn. Đám phụ ga rất là lớn. Chiếc xà lan này chúng ta bơm cát về các bạn, chúng ta bơm, chúng ta vận chuyển cát này. Các bạn thấy cái máy bơm cát của các bạn rất là lớn.